À, dạ vâng thắng hoàng xin kính chào tất cả các bác à, xin chúc cho toàn thể à, các bác một năm mới an khang thịnh vượng à, và video đầu xuân năm mới này thì thắng hoàng à, cũng à, nhân dịp là đầu xuân năm mới thì cũng gửi à, ngàn ngàn lời chúc tốt đẹp đến tất cả cho tất cả mọi người đang xem trên kênh của thắng hoàng à, hy vọng một năm mới là mọi người sẽ có đầy đủ những thứ gì mà mình mơ ước nha các bác nhé đó Hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn yêu mến ủng hộ những cửa hàng bên hàng cửa hàng Thắng Hoàng. Thì Thắng Hoàng cũng sẽ có rất là nhiều sản phẩm trong thời gian trong video sắp tới gửi đến cho mọi người và trong tháng 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 riêng tháng đầu năm. Tất cả những sản phẩm ở bên cửa hàng Thắng Hoàng sẽ bán hỗ trợ cho các bác với mức giá rẻ nhất so với những cái mặt hàng ở trong năm cũng như là những cái tháng ngoài Tết. Đấy. Thì mọi người yêu mến ủng hộ cho Thắng Hoàng thì đăng ký kênh à, xem video thì ủng hộ cho Thắng Hoàng một nốt like, đăng ký để nhận được thông báo những cái video giới thiệu sản phẩm hàng ngày thì Thắng Hoàng luôn luôn gửi cho các bác những sản phẩm mới trong mỗi video. Đấy. Thì có thể là cặp cặp loa này trong video này có thể là Thắng Hoàng sẽ lên một cặp loa này rất là đẹp, rất là chất lượng gửi tới cho tất cả anh em này đây hàng xịn sò nha các bác nhá đấy của master này đấy, bát 25 full 25 còn em cũng chả nhớ là cái tép nó nằm ở vị trí nào nữa cơ tép này là tép uh... tép này nó là tép uh... selection hay là bmc thì phải đây này đây là cái cặp loa này này các bác này để tháo ra chủ yếu là tháo ra mục đích là quảng cáo đấy, và những sản phẩm này thì cũng chưa có lắp lại nó một cặp nữa các bác nhá tép này tép tép này, tép BMC các bạn nhá hàng rất đẹp luôn ạ hàng này nói chung là rất là đẹp luôn một đôi loa full 25 này đôi loa full 25 thùng vách cân đối để đây nó bụi thôi tết giờ mới ra cửa hàng làm thì cho nên là nó hơi bụi các bác master này dòng loa XS10 bát 25 250W 8 ohm Loa này tiếng rất là hay luôn Nguyên bản của nó là một đôi loa là như thế này Đó. Mặt trước coi càng được bọc rất là, là là, là cẩn thận luôn Rất là đẹp luôn Đó. Năm mới thì anh em nằm mở hàng cho Thắng Hoàng thì Thắng Hoàng bán cho các bác một đôi loa với giá tiền là 5 triệu rưỡi nha các bác nhá 5 triệu rưỡi một đôi thôi À, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. À và mọi người có thể là xem video thì gọi điện trực tiếp. Nếu như có đặt hàng thì gọi cho thắng qua số 0969809850. À, xin cảm ơn tất cả mọi người và thắng hoàng xin chào mọi người nhé.